Hello mọi người, mới sáng sớm là có một cái phiên bản mới đó mọi người. Đây là phiên bản Việt Nam, còn đây là phiên bản quốc tế. Nếu mọi người không vô phiên bản Việt Nam thì mọi người hãy vô phiên bản quốc tế để cập nhật nha. Tại vì phiên bản Việt Nam mới sáng sớm nó hơi bị lỗi chút, nên các bạn hãy vô phiên bản quốc tế mọi người. Bây giờ mình vô nè. Hãy em cập nhật coi nha. Bây giờ mình chỉ cần vô thôi. Nó vô nè mọi người. Vô coi. Nó vô. Cần vô tới nè mọi người ơi. Để coi. Đây coi. Vô. Vô, nó vô người. Ui vô. Vô coi. Mới có một phiên bản mới. Đó chính là phiên bản này nè mọi người. Trời ơi, live stream. Phiên bản Binda này. Được rồi. Được rồi nè mọi người. Vô hai. Vô. Tới rồi. Đi theo mấy không thể tới. Ý tới nè mọi người. Đây đây. Yeah, hồi hộp quá. Vô quá. Giờ chơi nè. Vô. U là trời. Trời ơi, dễ thương quá. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi là trời, dễ thương quá. Kích tay quá hả. Trời ơi, con người uống suối nữa chứ. Để mình vô cái. Đây rồi. Một cái bong bóng nhỏ. Con này có ai rồi nè. Trời ơi, không biết mình nó hôi rồi. Rồi tí mình cho nó tắm. Trời ơi, dễ thương quá à. Ok. Giờ là nhiệm vụ nè. Thật sự các nhiệm vụ khó lắm mọi người, nhưng mà lần đầu nghe dễ cho mình thôi ạ. Lần đầu chỉ cần đi ra chú gấu thôi à. Chỉ có chú gấu. Nói chú gấu bên kia nhiều người. Mình phải hướng dẫn nha mọi người. Chỗ này cái xong cái chú gấu. Vậy là được rồi. Đi sai. Một tí nữa mình cũng sẽ chỉ cho mọi người cách phải lấy mũ luôn nha. Lấy cái mũ kem á mọi người. Không phải cái mũ kem kia đâu nha mọi người. Cái mũ kem này được khác nha. Đơn vô nha. Đơn vô mọi người. Sắp được rồi. Từ từ thôi là nó vô à. Đây. Vô. Nhấn một cái pháp âm. Mình chỉ đến như đây thôi nha mọi người. Có tí rồi. Mình đi học đây. Bây giờ mình học rồi nha. Bye bye mà. Từ từ nha mọi người. Tí nữa chơi tiếp. Mình sẽ chơi tiếp nha. Nha mọi người.